cho anh em nghe nè. Tiệm vàng đối diện tòa án huyện Tiểu Cần nha anh em. Rất là dễ kiếm, anh em cứ kết bạn với lối qua, quan sẽ hướng dẫn nha. Nếu mà anh em có qua xem. Còn anh em ở xa thì nếu mà ok thì Quang nghiên cứu Quang ship cho anh em nha. Hello, Quang xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang xe máy nha anh em. Trước mắt anh em đây là chiếc Yamaha Lesam nha mọi người. Chiếc này thì cũng nổi tiếng một thời nha anh em. Xài động cơ như tay ga nha mọi người. Có dây cu ro này kia luôn nha. Nhưng mà lại có bọc sên. Vẫn là bánh căm mọi người. Nhìn như một chiếc xe số thôi. Đời 2010. Nhìn bô này kia trang xe số rồi nè. Chiếc này thì Quang mới vừa đổi có khách nha. Anh em mua chiếc này đi làm chân vòng vòng cùng cà phê cũng vui nha anh em. Đi như là mình thay thế xe đạp điện mọi người. Chiếc này Quang bán mấy triệu rồi nha. Anh em cứ alo hoặc là Zalo kết bạn, Zalo số điện thoại Quang 0909 584 394 nha anh em. Máy im, xe đi đầm nhẹ nha mọi người. Hồi Quang sẽ nổ máy cho anh em nghe. Đồng hồ này. Chiếc này xưa ra cũng mắc tiền đó nè, cũng tầm 30 triệu á, 30 mấy á. Mình áo là còn cái sơn zin luôn nha anh em, chưa sơn nha, tem zin. Nhìn cũng ngộ ngộ vui vui nè. Chạy cũng vui lắm. Như tay gai đó, lên ga là chạy. Dàn đèn còn đẹp. Dàn đèn trước sau còn theo xe còn đẹp nha em. Chưa có bể, chưa có nứt gì nha. Thắng đĩa. Bình đề đèn kèn nhanh thì đầy đủ nha em. Không thiếu bất cứ chức năng gì nha. Dàn hiển đây. Nhìn như là mô tô nước vậy nè. Lóc máy nè. Lóc máy nó ốp miếng nhựa vô thôi. Cái này bằng nhựa. Chiếc này nó ra cạnh tranh với chiếc RX-AT của hãng Honda mọi người. Hãng Honda cũng có một chiếc cũng như vậy á. Động cơ tay ga mà kiểu dáng xe số. Xài xích, xài sên bình thường. Che bô theo xe, che còn. Xe còn đẹp nha anh em. Cầm dành cũng còn đẹp. 011 nha mọi người. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Quang nha. Full chỉ ít Quang đăng hôm qua đã bán rồi nha anh em. Chiếc full chỉ ít màu xăng cơ thắng đùm màu đen, màu xám đen á. Quang bán về Sóc Trăng rồi nha. Anh khách rất là vui vẻ, rất là hài lòng nha anh em. Quang quay lón lón bộ áo gần cận cảnh chút cho anh em xem phục trước đùm đây. Dành là không có 11 nha anh em. Đầu lòng sạch sẽ khô ráo nha anh em, không có nhấc nhau gì đâu. Ở trong này quang lia máy trong cho anh em xem gòn chân lòng đây.
đây con chân lòng nè, số máy nằm đây nha. Cũng có chỗ để đồ nhỏ nhỏ này nha nè. Tiền để còn nguyên nha mọi người. Nè màu đỏ đen nha mọi người. Rồi qua nổ máy cho anh nghe nha. Nãy giờ điên vòng rồi. Nổ máy hút thắng vậy nè. Máy cực kỳ đẹp nha. Bắt khói vậy nè. Cái tiền em nghe nè. Lên ga chạy, lên ga chạy mọi người. Như tay ga. Xét vào cho anh em nghe. Điểm thân thích luôn nha anh em. Không có gõ, không có gì luôn nha. Năm sản xuất nè, 2/10. Sơ được thiết kế giống chiếc Taurus đó mọi người. Yamaha Taurus á. Rồi cái le. Đèn nè. Đèn sáng nha. Có đèn sương mù luôn nè. Qua lên gà đi nè. Lên gà bánh quay nè. Số 84H1 ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh nha. Xe này thì Quang bao cốt hồ sơ cho anh em luôn, anh em yên tâm. Rồi mua ngay chủ nha mọi người. Như xe chính chủ luôn hay gì á. Để Quang xem lại. Có gì anh em kết bạn Zalo với Quang nha. Rồi trao đổi nha anh em. Giá chưa đến 10 triệu nha anh em. Làm chân đi cà phê đi kia. Thầy mua xe đạp điện cũng mười mấy triệu mọi người. Còn cái đèn chưa tắt hết. Rồi chắc clip cũng dài, chắc Quang xin tạm dừng video đây nha anh em. Đâu lòng nè, không có kêu đâu nè. Chắc cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi video của Quang nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Quang nha mọi người. Đặc biệt nút like nha. Xin
chào và hẹn gặp lại mọi người ở những tiếp theo ạ. Tiệm vàng đối diện tòa án huyện Tiểu Cần nha anh em. Rất là dễ kiếm, anh em cứ kết bạn Zalo qua quan sẽ hướng dẫn nha. Nếu mà anh em có qua xem. Còn anh em ở xa thì nếu mà ok thì quan nghiên cứu quan ship cho anh em nha. Rồi, xin chào anh em, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.